Tối 15 tháng 6, lễ hội trái cây Long Khánh, tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Nai năm 2023 do Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh chủ trì thực hiện đã khai mạc tại công viên Bi Chiến Thắng Long Khánh. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, đại diện các sở ban ngành, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở kinh doanh, nhân dân và du khách cùng tham dự. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đánh giá cao sự chủ động phối hợp chuẩn bị của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thành phố Long Khánh và các sở ngành địa phương, doanh nghiệp đã tích cực duy trì, mở rộng quy mô và đổi mới sáng tạo các hoạt động của chuỗi sự kiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh nhà vườn tiêu biểu, quảng bá giới thiệu các loại trái cây chủ lực, chất lượng cao và sản phẩm OCOP của địa phương. Tuần lễ tôn vinh trái cây và sản phẩm OCOP tỉnh có 40 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm trái cây, nông sản tiêu biểu với sự tham gia của các hộ nông dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn Đồng Nai. Lễ hội có nhiều hoạt động gồm giới thiệu, bán các sản phẩm nông sản, trái cây đặc trưng của địa phương, trưng bày trái cây nghệ thuật, lễ xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc. Đặc biệt, trong những ngày diễn ra lễ hội, hơn 2,3 tấn chôm chôm sẽ phục vụ miễn phí cho khách đến tham quan. Đây là lần thứ 3 tôi đã tham gia và lần này tôi thấy đặc biệt lễ hội của mình hoành tráng hơn, địa điểm được ngay trung tâm và dĩ nhiên là có nhiều cái thuận lợi để cho bà con đến tham gia và rất đông. Đối với nông dân thì dĩ nhiên đây là cái thuận lợi lớn nhất, bởi vì đây là sẽ là cái thị trường mở cho người nông dân mình tiếp cận với thị trường tiêu thụ về lâu về dài sau này. Lễ hội là nơi gặp gỡ giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để trao đổi, học hỏi, liên kết, hợp tác mở rộng thị trường nông sản, đặc biệt là trái cây và các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp. Lễ hội diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 23 tháng 6.